Việc nhỏ nghe khác nhỉ. Các bạn nhé, nay mình cũng cái hình cũng câu cá thiết cả nhà, chứ biết làm gì giờ. Cái cách ly cứ đi ra ngoài vườn này câu cá thôi, thì mình cũng vừa phát hiện một bầy cá lồng rồng này, cá con thì cũng kiếm cái ăn cả nhà, chứ giờ đi chợ thì phát phiếu mà đi chợ cũng không có, chợ cũng không bán gì cả nhà. Đi ra lộ mình đi cắt cỏ mà cho bò ăn mà cũng không có luôn, không đi không được luôn. Nhiều cái này thì cũng có tiền cả nhà, nói cũng khó. Thôi bây giờ mình đi câu cá luôn. Bò thì nó cũng đói, nó chi người. Ý mà cỏ là còn không có ăn luôn á. Thôi nên mình cũng câu cá luôn, ăn những cái vịt luôn cả nhà. Có cắn mình quay cho cả nhà xem nha. Cắn cả nhà. Cá cũng trọng đó. Đây mình giữ mồi cả nhà. Việc nhỏ cái khác nhỉ. Quá mập ú luôn cả nhà. Ôi. Con đầu tiên nha, bữa nay luôn. Ngon lành. Rồi để mình gỡ nó ra luôn. Cái mập ú luôn. Ôi con cá đã ha. Ngon lành. Có bự nè nha. Có rồi, bữa nay có canh chua nữa. Cá rồi cá nha. Con đầu tiên. Con đực nè. Đó, đực cắn luôn. Mình câu luôn cả nhà, đánh mất thời gian của anh em nha.
sướng rồi nha. Cái đực nè, cá 800 gram hết nè. Đực nè, trái nè, khoảng 800 gram hết nè. Quá đã. Đem bỏ vô luôn cả nhà. Quá sướng. Hai con này cũng được con luôn nha. Con này cũng nhỏ nè. Con thứ ba của mình nha. Còn con để dưới bầy luôn, bắt được con nào hay con nấy. Bài mưa mà chịch luôn. Mình giải ra luôn. Rồi. Rồi. Nó vừa dính con luôn cả nha. Con thứ 5 của mình luôn nha. 5 con là mà nhỏ nhỏ vậy nè, mình không có quay. 3 con nhỏ mà. Nè. Có hai con bự nãy có quay nhỏ nhỏ cắn mình không có quay ha, mình quay cái lúc dính thôi, chia sẻ lúc dính cho cả nhà mình xem. Hai con bự cho bá, ba con nhỏ đây, nhỏ nhỏ chứ cũng có cá ăn ở nhà đây nè. Nở ra luôn cả nhà, mình gãi ra luôn nha. Kho dừa hay gì cũng được. Chín con nữa cái nè, bự ghê luôn nè. Quay không được luôn. Cái kinh nó gặm gì mình đâu quay không được nữa nha. Chứ không gì ta. Giờ mình chỉ việc lên dính rồi mình quay. Cá đực. Cái kinh nó bự về cả nha. Sáng mình cũng con này là con thứ 6 rồi nè. Cái câu thì cái câu này về nó cắn cái sỏi sảy ha. Thứ 6 nè, lạ ghê không? Rồi. Mình bỏ vô luôn cả nhà. Mình nhớ tiếp, người ta có cắn hay mình quay ra tiếp. Bạn mình về tới nhà rồi. Mệt quá nhà. Câu cái bầy đó. Cái tiếng máy của họ luôn nè, không cắn. Rồi. Đây, về tới nhà rồi. Nè, thả dịch ra nè. Ra đi. Rồi, mình cũng được mấy con cá luôn, lượm được khúc lưới luôn nè. Hồi gì mình văng bỏ vô cây mình văng kia không đâu với mình luôn á. Đó. Đó mình đây đó nha, đó thành quả của mình đó. Nghe mình nha, được 6 con nha. Hai con bự đó. Một em nè, cặp bự mình câu nè, nó hai con bự nè đó. Con này tầm nãy bầy còn cá tầm lắm ra mà câu hoài không cắn, bên câu hoài không dính chứ không có cắn đó. Mì này luôn đó. Sáu em ha, vậy chạy chạy ha. Ba em bự ha, nó sắp hàng, sắp lớp rồi. Ba con nhỏ,
ban bự, con này bự nhất. Rồi mình xin kết thúc clip luôn nha cả nhà. Nhà hay cho mình được like, được đăng ký cả nhà, ủng hộ mình nha cả nhà. Bye bye.